À, giờ tắt echo xuống. Liên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, xin chào anh em nha. Thì ở đây là mình đang set up chiếc van số AE3 có model là Z3000. Cái này là mình đang demo anh em là chế độ sử dụng làm FSR và sử dụng cái van số này làm cái thiết bị xử lý crossover làm rề luôn đó, làm cái rề vừa làm FS cho các bạn mixer bên đây, vừa làm rề để xử lý luôn để dành cắt code làm crossover làm EQ rồi các thứ trên này. Thì trong bản thân cái van này là phần mềm nó đã có tích hợp rất là nhiều rồi, cho nên mình tận dụng nó, mình dùng nó làm rề và sử dụng làm FSR lên cho bạn mixer luôn. Thì cái cách làm này nó rất là ý nghĩa với những cái anh em đi làm show nhỏ nhỏ, làm show đám cưới, làm kẹo kéo này kia, thì mình sử dụng cách như vậy thì nó tiện cho mình để mình đưa cái effect lên trên cái bàn mixer ha. Đó, mixer thì khi mình làm vậy mình sẽ control, một là mình chỉnh tay mấy cái thông số này, chỉnh tay thêm, hai là mình kết nối với máy tính để mình thao tác mình chỉnh cho máy tính ha, khi mình đi làm show. Đó, như vậy thì cái này là con van E3 model là Z3000, máy của khách. Thì sau khi đã setup xong thì bây giờ mình sẽ demo cho anh em nghe. Đây, mình đang thử trên một cặp loa ACTI công suất Kubota ha, 3 tấc loa ACTI. Ở trên đây là một cái bàn mixer thì mình đã setup xong. Giờ mình sẽ quay cái phần phía sau về cái cách đấu dây ha. Phía sau. Anh em là có dùng chung cái van này thì có thể coi ở đây bắt chước làm cũng được ha. Thì đầu tiên là mình sẽ có hai cái dây men out 1-2 nè, 1-2 thì cái để bật đèn lên cho nó rõ lên đó. Thì cái đường 1-2 này là cái đường đi xuống cái cục men công suất của mình ha, xuống cục đẩy. Anh em nào muốn xuống thẳng như mình thì xuống như vậy, hoặc không là mình có thể đấu qua thêm cái lọc xì ở cái lọc xì rời để mình có thể tinh chỉnh thêm, căn chỉnh thêm về cái phần chi tiết âm sắc đầu ra, mình đi qua cái lọc nữa là mình mới xuống bên đánh full ha. Rồi về cái van này thì ngõ ra nó có 8 ngõ ra, cho nên mình sử dụng nó, mình lấy một cái ngõ số 5 để xuất cái tín hiệu echo lên cho bàn mixer. Cái dây này vô mixer lấy echo ha. Một cái ngõ số 8, ngõ số 8 nè, mình xuất cái ngõ này mình lấy hiệu ứng reverb anh em nha, reverb đi lên trên cái bàn mixer 2 giây nè, đó echo và reverb. Rồi hai cái dây đầu ống sen này là từ cái đường out tổng của cái con bàn mixer này ha, mixer đi xuống nè, đó mình đi vô cái van số lại, thấy không, van số lại để nó lấy cái tín hiệu đây của mixer đây ha, đi vô trong cái van này. Van này sẽ làm rè cho mình, nó cắt code này kia rồi ra cho mình hết, EQ làm cơm red rồi, nói chung là những cái gì được hỗ trợ trong này thì khi mình đi qua bộ lọc của nó thì nó sẽ xử lý được. Rồi ok anh em nhé, để phía sau là cắm như gì. Rồi phía trước thì mình chỉ có cắm cái mic thôi, thì cái van nào mà nó có cắm mic phía sau thì mình cắm phía sau, có phía trước cắm phía trước. Cái này là có trước có sau, ở phía sau đều có cái loại máy này ha, mình cắm phía trước cái mic 1 này thôi. Thì cái mic này là từ đâu? Nó sẽ gửi từ cái đường ốc 1 nè. Ốc 1 thì mình lấy một cái đường ốc trên mixer này mình gửi qua đây để nó send cái mic ha. Send cái tín hiệu mic khô qua cái van nó trộn xong nó sẽ xuất ra hai cái đường echo với reverb nè. Đi về trên cái bàn mixer hai cái line này. Thấy không? Ở đây mình đang input vô là cái line 3 line 4 nè, thấy không? Line 3, line 4 lấy echo reverb, thì đây cái line mình đang tắt nè, mình on là nó có tín hiệu ngay. Dù mình on cái echo nè, lên 1, 2, đó, lấy echo về. Bên đây là mình on cái reverb lên nè, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, thì lấy được cái echo reverb. Thì cái cách như vậy nó hay như thế nào, mình lấy như vậy thì mình sẽ chỉnh. Khi mình hồi về line nha, hồi về cái line chứ phải hồi về return, thì mình sẽ chỉnh được là bắt chung chép và các kiểu trên này. Nói chung là cái line của mình, cái mixer mình nó hỗ trợ được cái gì thì mình sẽ xài được hết cái đó. Ví dụ như là bẻ ba lăng trái phải này đó. Rồi
EQ ở dưới EQ rồi cơm gì đó, ví dụ cái line này có hỗ trợ cơm, mình muốn cơm bao nhiêu thì mình cơm, nếu như mà cái line này có cơm ha, các kiểu gì đó, rồi gen lớn nhỏ hay đó tùy ý mình luôn đó, đại loại là vậy. Thì đây là cái phần lấy FSR về, nó tiện cho mình phải khỏi xử lý trên cái quá trình mình chỉnh này không, tại vì mình lấy cái mình làm show thì nó có đánh band đánh này đánh kia, nhạc cụ người ta cắm đây nữa mà, đúng không, người ta cắm tùm lum như thế này không, chỗ là organ, chỗ là guitar này nọ, thì nó sẽ ao ao tổng của cái này gửi qua cái này, thấy không, gửi qua cái van nó làm cái rề, nó xử lý xong nó đi ra, không? Ở đây mình vẫn là lay ọt, mình vẫn là chỉnh bắt chung chép nó, rồi lay trống là gì mình có thể chỉnh được tất cả mọi thứ trên này, xong mình send đi ra ngoài, cái này nó làm cái rề cho mình, khỏi cần cái code. Thì anh em chỉ cần một cái van như này ha, cái van xịn sò một chút để cái rề am nó tốt, khi mà cái rề nó tốt thì âm thanh nó xuất ra nó sẽ tốt đó, là sẽ ok ngay. Và nếu như very good hơn nữa, ngon hơn nữa, thì cái đường ao này thì anh em đi ra cái lọc xì để anh em chỉnh cơ động hơn, đi ra cái lọc xì xong rồi hãy ra cái main full hay là ra cái main monitor gì đó thì tùy ý anh em. Và cái đường sub out ví dụ như là đây là ra monitor, rồi ở đây là ra sub chẳng hạn, thì mấy cái đường này anh em có thể đi qua lọc qua code gì đó tùy ý để tùy chỉnh thêm, còn không là cái này nó ra đã đủ hết rồi, mình tùy chỉnh trên phần mềm có đầy đủ. Thì ở đây là mình sẽ quay trên cái phần mềm, đây trên giao diện phần mềm anh em ha, thì mình đã tinh chỉnh rồi rất là nhiều thứ ha. Đây là đường main tổng đi ra đó. Mình quay đại khái cho anh em coi để mường tượng thôi nha, mọi thông số thì mình đã setup xong đó. Mở một cái đường ra gì là để chỉnh cho nó cái thông số nó phù hợp, ví dụ như ở đây là nãy số 5 mình lấy echo rồi, số 8 lấy reverb rồi, rồi giờ ví dụ như là còn đường monitor, đường sub, thì đây mình dành cái đường 3 4 này để tinh chỉnh cho nó xuất tín hiệu lấy đánh monitor hai đường ra, đánh cặp monitor chẳng hạn. Rồi còn đường số 6, đường số 7 thì mình sẽ tinh chỉnh lại cho nó ra thêm hai cái đường sub để đánh sub. Đó là đủ nguyên bộ luôn, là anh em làm show thoải mái ha. Đó là nó như vậy. Thì cụ thể là những cách làm FSR của cái những con van khác nó cũng tương tự anh em nha. Nhưng mà mình phải đầu tư con van tốt để nó có được cái bộ rề xử lý âm thanh ok thì nó sẽ hay nhất có thể cho mình ha. Tất nhiên là cái mixer này nó cũng phải được được xíu, chứ anh em mà dùng mixer cùi quá à, âm thanh nó lại không hay và ù xì nhiễu nó sẽ nhiều. Mình dùng mixer xịn thì cái ù xì nó không có, hầu như là không có hoặc có rất là ít hả. Với lại ăn thua mình để những cái gen nữa, cái gen đầu đầu vào đầu ra, những cái gen như vậy có rất là nhiều cái gen, mỗi cái gen đường vào đường ra trên cái van, mỗi cái đường nó đều có gen nè, rồi mixer nó cũng có luôn đó. Rồi ok, bây giờ xong rồi mình sẽ hát test thử bài nha, đây test thử bài. Lên mình sẽ hát vợt chút xíu đi cô. Anh còn nợ em công viên ghế đá lá đổ chiều em, và còn nợ em dòng sư bến cũ con sông êm đềm. Ai còn nợ em chim về núi nhà, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa trôi qua dề. Anh còn nợ em con tim bối rối, anh còn nợ em và còn nợ em cô tình đã lớn, anh còn nợ.
giờ hát vào chút xíu đi cô ạ. Lên số cái phần này là delay cô, mình chỉnh lại trên cái fader này thôi anh em nhé. Anh còn đợi công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều em, và còn nở em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông em đêm. Anh còn nở em chỉ về nôn nhà, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Nụ hôn vội vàng, nắng trói quá dày. Anh không đợi, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn đợi em, và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Lên nó thì làm cái Google nó có cái tiện vậy đó. Còn đơn giản anh em nào không đi những cái show lưu động, mình không có sử dụng mixer bàn, hát kẹo kéo không thì không có nên làm cách này ha. Mình chỉ mua cái van về rồi chỉnh trực tiếp trên đây là nó ao ra là mình hát thôi, không có cần sử dụng lại cu rồi. Cái cách này là ý nghĩa đối với những anh em làm show vừa và nhỏ ha, vừa và nhỏ. Nó kêu là có làm band đó, có làm organ, có làm này làm kia. Nói chung là sử dụng cắm nhiều cái line tín hiệu đầu vào trên mixer ha, vào nhạc điện thoại, vào nhạc máy tính, vào nhạc chống kèn gì đó. Đó thì mình sẽ ao ra cái đường như vậy và mình làm EQG trên đây. Đó. Cách này là áp dụng cho van số. Còn khi mà anh em mà sử dụng cái cục FSR chẳng hạn thì là nó sẽ không có cái rề. FSR thì nó không có rề thì anh em sẽ là phải mua cái những cái bộ xử lý rề riêng, mua code riêng, mua lọc xì riêng, mua EQ riêng á. Cái EQG thì mình cắm vô thì sẽ có EQR trên mixer, đây có FS lên vang nè. Thì cái mixer là nó sẽ out tổng đi ra ngoài. Và mình phải là có nguyên cái controller thì trong đó nó sẽ nhiều tính năng, hoặc là cái code riêng, hoặc là cái lọc xì riêng gì đó, cái đó tùy anh em sử dụng, anh em đấu nói thôi. Ha. Còn cách mà sử dụng làm van số, tại vì hiện nay thì rất là nhiều dàn âm thanh. Rất nhiều âm thanh, đặc biệt đối với anh em ở tỉnh xa, ở tỉnh này kia thì anh em là sử dụng 10 người là hết bao nhiêu người là sử dụng cái van số này rồi. Ha. Ngay cả ở đây là mình nhận máy của anh em về setup thì cũng là rất là nhiều. Rất là nhiều van số gửi về để làm effect cho tiện đi làm show. Nó tiện đi làm cho mình. Thì nói chung là nó hiệu quả, nó tiện, âm thanh nó cũng rất là ok, rất là hay. Nó như vậy đó. Rồi, ok, cảm ơn em đã theo dõi cái clip demo làm cái FSR của cái van số này là của hiệu E3 nha, E3Z3000. Con này giá cũng mắc khiếp lắm á. Cái rề nó tốt cho nên là cái độ nhiễu nó không có. Độ nhiễu nó khá ok. Làm effect cho các bạn mixer đây ha. Nó làm ở đây xong là nhạc mình vẫn quản lý riêng nè. Echo thì vào quản lý riêng nè. Live mic gốc là mic tiếng khô, mic khô này quản lý riêng nè. Thấy không? Mọi thứ đều độc lập hết, bên nhạc, nhạc cụ đồ mỗi người mỗi live quản lý riêng hết. Không có chung ha. Xuất tín hiệu ra full sub này kia riêng hết, giờ mình control được muốn mic lọt sub hay là không lọt, muốn mic lọt monitor hay là không lọt gì đó. Mình tùy chỉnh trên đây nó có hết. Trên van số càng hiện đại là càng cho phép mình chỉnh nhiều thứ trên này. Muốn không lọt sub là sẽ không lọt sub. Âm thanh nó chỉ, tiếng ca nó chỉ lọt lo full và nó không lọt xuống cái lo sub. Đó. Cực kỳ hiệu quả cho mình luôn. Ok, cảm ơn em đã theo dõi livestream của anh mình. Anh em nào quan tâm hoặc là muốn cài đặt thì liên hệ số điện thoại bên mình nha. 0938641445. Mình sẽ tư vấn thêm.
Cảm ơn em rất là nhiều.